Thưa quý vị, với nhu cầu đi lại nhanh chóng, ngày càng nhiều người lựa chọn máy bay và tôi chắc chắn rằng nhiều người đi máy bay từng nhận được những tin nhắn, những cuộc gọi để mời chào dịch vụ đưa đón sân bay như là hình ảnh ở phía sau lưng tôi đây. Có người suy nghĩ đơn giản cho rằng đó chỉ là tin quảng cáo đơn thuần nên không để tâm, thậm chí là còn coi đó là một chuyện hết sức bình thường. Song thực tế, nó có nghĩa là thông tin cá nhân của các bạn đã bị lộ ra ngoài. Vâng, và rất nhiều người phàn nàn là họ đặt vé qua mạng và chỉ cung cấp thông tin qua website của hãng hàng không nhưng mà vẫn bị lộ thông tin như vậy. Máy bay thì chỉ vừa hạ cánh đã có người gọi điện thoại hỏi đúng tên và mời đi taxi. Vậy những thông tin cá nhân của chúng ta, của các hành khách đã bị rò rỉ như thế nào? Những nguy cơ khách hàng gặp phải trong tình huống đó là gì? Phóng sự sau đây sẽ phần nào giải đáp những câu hỏi trên. Là nhân viên kinh doanh của một công ty truyền thông lớn tại Hà Nội, chị Nguyễn Quỳnh Anh phải di chuyển bằng máy bay tối thiểu là 2 lần một tháng. Và lần nào cũng vậy, trước thời điểm bay 1 đến 2 ngày, chị lại nhận được những tin nhắn chào mời dịch vụ taxi đưa đón xe sân bay. Không chỉ phiền phức, những tin nhắn hay cuộc gọi ấy còn khiến chị vô cùng bất an. Alo, chị Quỳnh Anh à? Ừ, alo, chào alo, bạn. Alo, chị Quỳnh ạ. Ừ, đúng rồi, chào bạn. Dạ, chào chị. Ờ, sao bạn lại biết tên mình nhỉ? Dạ, vâng, chị có những cái đoàn xe sân bay đúng không chị? Ờ, đúng rồi, nhưng mà sao em lại biết tên vâng, chị? Vâng, chị từ dưới đâu ạ? Chị hay đi từ đâu ạ? Bên vâng. Em vẫn lưu địa chỉ nhà chị à? Dạ, đúng rồi, số nhà 13, ngõ 11, đường 803. À, rất là bất ngờ tại vì cũng không hiểu tại sao họ có thể biết được luôn tên mình. Mà cũng không hiểu tại sao họ biết địa chỉ nhà mình như thế. Mình thường hay thanh toán thẻ máy bay bằng thẻ Visa, Internet. Mà những cái thông tin như chuyến bay mình họ có biết thì không biết là cái thông tin thẻ của mình họ sẽ có ăn cắp được không. Cái điều đó nó không phải là một cái điều ngẫu nhiên nữa mà chắc chắn là có cái sự rò rỉ thông tin ở đây. Ví dụ như một người đi từ Hà Nội đi vào thành phố Hồ Chí Minh ạ, thì rõ ràng như vậy với cái chuyến bay đi như vậy thì cái người đó là trong cái khoảng thời gian đó sẽ là vắng nhà. Và nếu mà với những cái mục đích xấu thì những kẻ xấu có thể là lợi dụng cái thời điểm đó để xâm nhập vào nhà để đánh cắp tài sản. Theo các chuyên gia về an ninh mạng, những thông tin của khách hàng khi đăng ký mua vé được lưu trữ chủ yếu tại hai nơi là hãng hàng không và đại lý của các hãng. Và như vậy, sự rò rỉ có thể xuất phát từ hai nguồn này. Trong đó nghiêm trọng hơn khi nhiều người chỉ đăng ký mua vé trên website của hãng mà thông tin vẫn bị lộ ra ngoài. Theo các luật sư, việc bảo mật thông tin của khách hàng được quy định rõ trong Hiến pháp, Bộ luật Dân sự và các luật chuyên ngành khác như Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật về Công nghệ thông tin. Là tất cả những cái trường hợp mà tiết lộ thông tin của hành khách khi tham gia sử dụng dịch vụ hàng hóa mà không được cái sự đồng ý của cái hành khách đó thì đều là những cái hành vi vi phạm pháp luật. Không muốn bị phát hiện và không muốn bị tìm ra thì chỉ có trừ khi là không làm thôi. Còn đã làm thì kiểu gì bằng cách này cách kia thì chúng ta cũng sẽ tìm được ra cái nguồn gốc của cái việc là dò rỉ thông tin đấy là từ đâu. Bởi vì như tôi biết thì cái việc này nó vẫn diễn ra hàng ngày. Dò rỉ thông tin khách hàng không phải là chuyện mới, nhưng lâu nay vẫn bị các hãng hàng không xem nhẹ. Trước phản ứng của dư luận, các hãng cho biết đang khẩn trương kiểm tra xem lỗ hổng từ đâu, đồng thời mời công an điều tra làm rõ. Nhiều người vẫn nhớ vụ việc năm 2016, Vietnam Airlines đã phải lên tiếng xin lỗi khi thông tin của hơn 400.000 hội viên bông sen vàng bị lộ sau khi hãng này bị hacker tấn công. Bài học này với các hãng hàng không hiện vẫn còn nguyên giá trị.